để đăng nhập vào kênh thì các bạn có thể vào YouTube. Sau đó chúng ta search Cường Phạm. Đây là cái kênh YouTube của mình. Để được cập nhật những clip mới nhất thì các bạn có thể vào đăng ký kênh và nhận cái thông báo từ YouTube thì chúng ta có thể tích vào cái chuông thông báo này. Thì mỗi lần có clip mới thì YouTube sẽ thông báo về cho các bạn. Nếu như các bạn cần hỗ trợ cũng như thắc mắc gì thì các bạn có thể để những bình luận ở dưới những clip mà chúng ta thắc mắc. Để được hỗ trợ nhanh nhất thì các bạn có thể tích vào cái icon Facebook này. Đây là fanpage mà mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó mình luôn update những kiến thức liên quan về làm phim cũng như là phần mềm trên fanpage này. Để cho các bạn có thể giao lưu cùng chia sẻ thì các bạn có thể vào cái group đam mê làm phim ở đây và các bạn có thể tích vào đây. Và chúng ta có thể tham gia cái nhóm này. Thì ở group này thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cũng như là giao lưu chia sẻ cùng anh em làm phim. Mình mong sẽ đóng góp một phần nhỏ nào đó đến cho các bạn về kiến thức liên quan làm phim cũng như là phần mềm sử dụng. Mong sẽ được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn. Cảm ơn các bạn.